mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước. Một bé chó cái. Ê, chủ vì lý là gì, chủ chặt mất một chân trước. Mà trong đó là đang nuôi bốn bé chó nhỏ. Đấy, rất là tội nghiệp đây. Chặt mất một chân trước. Đang nuôi bốn bé chó nhỏ. Đấy, trong đó là đây. Bé đang nuôi bốn bé chó đây. Đấy. Rất là mập mạp, vượt qua nghị lực của bé vẫn là sinh sản. Ê, chủ vô tâm thì chặt chân trước bé, làm cho bé quay là đi tập tễnh mà vẫn vượt lên nghị lực và vẫn sinh đẻ mà vẫn nuôi được bốn bé chó, trong đó một bé béc dê. Đấy, nặng 37-40 kg. Đấy, trong đó là bốn bé chó phốc. Đấy. Đấy thì tôi đăng tải cho trạm cứu hộ của anh Thuy Lê, cho các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong một nước chung tay hoan hỷ để cứu các bé. Đứng thêm một lần nữa, hít vào được thở ra, tổng số là bằng 15 bé cho tất cả, trong đó là một bé chó mẹ chủ chặt chân nuôi bốn bé chó con. Đấy, một bé béc dê nặng 37 kg. Đấy thì tôi mua là bằng 8,6 triệu, thì tôi lấy là bằng 9,2 triệu, tổng số là 15 bé cho tất cả bằng 9,2 triệu. Thì mong các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước để chung tay hoan hỷ để cứu các bé được sống thêm một lần nữa, được hít vào, được thở ra. Đây bé chó đây, hai chủ chặt mất chân trước nhưng bé vẫn là vượt qua nghị lực và vẫn sinh đẻ và vẫn nuôi được bốn bé chó con. Để qua clip này, tôi đăng tải cho trạm cứu hộ của anh Thuy Lê, cho các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong và ngoài nước chung tay hoan hỷ để cứu các bé vào trạm cứu hộ của anh Thuy Lê, các bé được sống thêm một lần nữa. Đây, một bé chó đây rất run rẩy. Một bé chó này chủ đánh vào đầu trước hết qua trước đây. Đấy, lúc vào đầu trước hết máu này cũng lạnh lạnh đây. Để qua clip này, tôi mong các cô, các chú, các anh, các chị trong ngoài nước chung tay hoan hỷ cứu các bé được sống thêm một lần nữa, được hít vào, được thở ra và mái ấm Thuy Lê. Đây, rất là tội nghiệp. Đây, bé chó. Đấy, mập mạp. Đấy, rất là... Đây, bốn bé cho Phúc đây, Phúc Hưu. Rồi cũng chán rồi cũng bán hết nên nhiều gia chủ vô tâm, lúc thích thì mua bằng được, lúc chán thì bán. Đấy, run rẩy rồi đang mạnh sống thì cũng chờ vào các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong ngoài nước chung tay hoan hỷ để cứu các bé một lần nữa, được hít vào, được thở ra và mái ấm Thuy Lê. Một bé chó mẹ chặt mất một chân trước vì ăn con gà. Đây, bé vẫn vượt qua số phận, vẫn sinh đẻ và hiện tại đang nuôi bốn bé chó con. Đây. Đấy. Thì rất mong các mạnh thường quân, các cô, các chú, các anh, các chị trong ngoài nước chung tay hoan hỷ để cứu các bé được hít vào, được thở ra vì cuộc sống mưu sinh. Thì thôi, cơm áo gạo tiền thì tôi mua là tôi lấy bằng 9,3 triệu, tổng số 15 bé cho tất cả. Đấy, trong bé đó một bé chó chủ chặt mất chân trước đây. Đấy, vẫn vượt lên và vẫn sống, vẫn nuôi được bốn bé chó nhỏ. Đấy. Đấy, một bé chó đây chủ đánh vào đầu đến nay cũng đỡ rồi, vứt hết đầu ra. Đấy, một bé chó cái run rẩy chưa biết đi đâu phải đâu.